Hello. Hi hi. À hi hi, xin chào. Thanh Đàn là bà đầu tiên, Thanh Xuân thứ hai, Khánh Quý à? Ca Quý đúng không? Thứ ba, Thu Hiền thứ tư, Bổn Tâm là thứ năm, Vô Diện thứ sáu. Vô Diện vừa lại nhắn tin cho cô chưa kịp trả lời em nhá. Con nhá. Nguyễn Thị Phương Thảo thứ bảy, Đặng Thị Thanh Hằng số 8, Giang số 9 này. Nguyễn Thanh Hằng cô chào con, Linh Linh chào con luôn nhá, Ánh Vương, Trần Hòa, Huỳnh Văn Quý, Trương Trương, ok. Đấy, bạn Thành Đạt lúc nào bạn cũng tự giác luôn, hoàn thành luôn nhiệm vụ đầu tiên. Wow, 50 bạn rồi, con ơi cô mới lên muộn có mấy phút thôi đúng không? À đấy cả Ánh Vương nữa, nhưng mà các bạn đã nhắn tin cho cô rất là nhiều. Các bạn bảo là cô ơi muộn rồi, trễ rồi, trễ 5 phút rồi, nhanh lên cô. Đấy thì cô nhung tối nay sorry các bạn một chút nhá. Tối nay nhà cô nhung có việc bận một tí cho nên là cô đã lên muộn. Nhưng mà cô vẫn ở đây đúng không? À hóng like, cô tưởng là cô nghỉ. À cái tuần này ấy thì là cô chỉ nghỉ các anh chị 2K2 thôi đúng không? 2K2, 2K3 đúng không? 2K2 vừa thi xong thì cái tuần này các anh chị thi đại học xong rồi, thì tốt nghiệp trung học thông quốc gia xong rồi thì cô Nhung nghỉ nghỉ một tuần, để tuần sau thì cô Nhung bắt đầu với các anh chị 2K3. Thế nhưng mà các con thì vẫn bình thường luôn nhá, không có nghỉ ngơi gì hết đúng không? Chúng ta một tuần chỉ có 2 buổi học thôi mà cô mà nghỉ nữa thì lại lại rất là buồn đúng không? Đấy cô biết là rất nhiều bạn mong mong chờ cô đấy. Wow, rất là cảm ơn các con nhá. Hôm nay các bạn lên đông đủ quá luôn và rất là nhanh. Đấy, mới 1 phút thôi mà đã gần 100 bạn rồi này. Chia sẻ rồi, ok cô cảm ơn nhiều nha. Nhớ chia sẻ để ủng hộ cô, để cô có động lực để cô thực hiện các bài giảng cho con đúng không? Đấy, và tăng các bạn vào cùng học nữa. Đây là đích thực là những người bạn tốt và đích thực là những cái người bạn mà muốn cùng dắt tay chúng ta vào cấp 3 đây rồi đúng không? Đấy, các bạn được tăng thì nhớ là cảm ơn các bạn đã tăng mình nhá. Được chưa? Ok. Các con đã rất là nhanh chóng để chúng ta hoàn thành 2 nhiệm vụ đúng không? Nhiệm vụ số 1 và nhiệm vụ số 2 rồi. Thế thì cô Nhung cũng vẫn lại lại một lần nữa cô Nhung lại phải nhắc nhở các con về yêu cầu của lớp học đúng không? Học với cô Nhung đấy. Cô Nhung đã nhận được tin nhắn của chị Tình Vũ là trợ lý của lớp mình. Đó là đã có bố mẹ, phụ huynh nhắn tin về fanpage và nói rằng là rất là mong muốn là nếu mà cô Nhung mở được lớp offline thì mẹ sẽ cho bạn đến học đấy, vừa học online vừa học offline, vì là mẹ thấy là con học nghiêm túc quá, con học online mà con ngồi vào bàn giống như là con học bình thường ở trên lớp vậy, mẹ rất là yên tâm và mẹ rất là vui đấy. Thì cô Nhung nhận được cái phản hồi đó, cô Nhung cũng cảm thấy như là mình cũng rất là vui và mình cảm thấy như là cái công sức mình bỏ ra khoảng 1 tháng nay đối với các con đã thực sự là rất là lắng nghe lời cô nói và làm chính xác những điều mà cô yêu cầu đấy. Thì chắc chắn là những bạn mà làm được chính xác gì cô nói thì cô tin chắc chắn là các con điểm 8 cộng nhá, điểm 8 cộng môn văn nó ở trong tầm tay các con, để các con đi thi vào lớp 10 cô sẽ dắt tay các con vào lớp 10 luôn. Được chưa? Nhá. Rồi, cô cảm ơn các bạn đã chia sẻ like, các bạn đã làm xong 2 nhiệm vụ. Thế thì các con làm xong 2 nhiệm vụ rồi thì cô Nhung nhắc nhở các con lại một lần nữa yêu cầu của lớp học, đúng không? Các con ngồi vào bàn học nhá, các con ngồi vào bàn học, các con nhìn cô, đúng không? Các con lắng nghe cô nói, các con nhìn vào cái phần màn chiếu mà cô trình chiếu để các con trao đổi bài này, các con ghi bài này đúng không, và các con tương tác với cô qua phần comment nhá. Đấy rồi cô chào. Cũng đang ngồi trên bàn là đúng, rất nghiêm túc, cô rất là thích và cô rất là khen các con đúng không. Đáng lẽ ra ngày hôm nay kết thúc nhá. Đấy, yêu cầu của lớp, yêu cầu thứ nhất là sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 đúng không, các con phải có trên mặt bàn. Yêu cầu thứ hai là vở ghi bài nhá. Thì cô Nhung rất là xin lỗi vì cái mấy ngày vừa rồi thì đúng là cô Nhung dồn đã dồn hết cái tâm sức cho các anh chị 2K2 để các anh chị đi thi, vì là mùa thi mà đúng không, các anh chị đi thi năm nay rất là vất vả con biết không, kỳ thi trung học thông quốc gia đầy sóng gió nhá. Đấy các con 2K5, các bạn 2K5 thì cũng đã đi thi xong rồi, thì lúc đấy vào cái thời gian tháng 7 thì nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, còn bây giờ cái tháng 8 lại đúng vào cái thời gian tâm dịch đấy, cho nên là các anh chị 2K2 rất là nhiều sóng gió, thì cô Nhung đã dành thời gian hơi nhiều cho các anh chị nhá, cho nên là cô Nhung vẫn chưa xem được. Đáng lẽ ra là trước cái bài ngày hôm nay này là cái phần đúng không, cái phần 3 cô Nhung yêu cầu các con đó là phần bài tập về nhà của các con nộp vào album nhá, các con nộp vào album của nhóm nhóm của mình là nhóm 2K6 đúng không, 2K6 học live free đấy, học live free đúng không? Các con nộp bài tập vào cái nhóm 2K6 học live free này thì cô Nhung và các anh chị trợ lý phải có trách nhiệm là kiểm tra các con đúng không? Đấy thì cô Nhung rất rất xin lỗi khi cô Nhung phải gửi lời xin lỗi đến các con trước khi buổi học bắt đầu, đó là cô Nhung vẫn chưa xem được bài của các con làm bài tập
ở trong album đó. Cái phần bài tập là cái phần này, đúng không? Cái phần này, đấy, cái phần mà cô Nhung yêu cầu các con trả lời 6 câu hỏi, đúng không? Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, đấy. Sau khi mà chúng ta kết thúc cái bài chuyện người con gái Nam Xương 3 tiết, à đấy, các bạn đã nộp bài rồi, các bạn comment cho cô nhá. Thì cô Nhung gửi lời khen đến các con là cái tinh thần học tập của con rất là tốt nhá. Các con làm bài dù các con làm chưa đúng nhá, dù các con làm thiếu sót, cô Nhung vẫn rất khen các bạn, bởi vì đó là cái tinh thần. Trước hết là về cái ý thức học đã. Còn nếu mà chưa hiểu bài, nếu mà chưa làm đúng thì hỏi cô sẽ hướng dẫn lại. Thậm chí nếu chưa hiểu, cô sẽ dạy cả lớp lại một lần nữa, một tiết nữa nhá. Đấy, kênh YouTube đúng không? Con xem trên kênh YouTube để con ghi bài và con hoàn thành bài tập nhá. Kênh YouTube học và kênh YouTube của cô là Hoàng Nhung Vlog, cô đã chia sẻ rồi đúng không? Và rất là nhiều bạn đã follow, tự nhiên cô thấy là follow tăng rất là nhiều luôn. Đấy, cô Nhung cảm ơn các con luôn nhá. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi các cái bài giảng cô Nhung đăng lại lên cho các con, được chưa? Đấy, cô Nhung hết lòng, hết tâm, hết sức luôn thì các con cũng hết lòng với cô, đúng không? Cho nên lúc nào cũng vào đúng giờ, đấy là thứ nhất cô rất là khen. Nha, thứ hai là rất nhiều bạn hoàn thành bài tập, đúng không? Thì cô Nhung muốn hỏi là trong số 6 câu hỏi này các con thấy có câu hỏi nào quá khó không? Nha, thì buổi trước mà chúng ta kết thúc tiết thứ ba của tác phẩm Chuyện cười con gái Nam Xương là một cái tác phẩm rất là trọng tâm, nha, rất là trọng tâm trong số các cái tác phẩm truyện trung đại, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ có hai mảng ở trong cái chuyên đề văn học trung đại, đó là chuyện trung đại và thơ trung đại, đúng không? Đấy, thì chuyện người con gái Nam Xương nó là một tác phẩm truyện trung đại rất là trọng tâm nhá. Thì cô rất là khen các bạn đã hoàn thành được phần 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 bài tập đấy, được chưa? Thì trong số các câu hỏi này con đã thấy con có thấy cái bài nào, cái câu nào khó không, và con comment cho cô biết là cái tác phẩm chuyện người con gái Nam Xương cô đã kết thúc ở đấy được chưa nhá. Cái bài giảng về chuyện người con gái Nam Xương cô kết thúc ở tiết thứ ba như thế là các con đã hiểu bài hết chưa nhá. Đấy, à, lúc đấy chưa chưa hiểu bài đúng không, con nộp sau khi học xong tiết 1. Nhưng mà nếu như con học xong tiết 3 rồi mà con vẫn chưa hiểu thì cô Nhung sẽ giảng lại luôn nhá. Làm xong tiết 3 là phải trả lời được các câu hỏi này, nhớ chưa? Đấy, câu hỏi thứ nhất nhá, chúng ta ôn lại bài cũ khoảng độ 5 phút trước khi chúng ta vào bài mới ngày hôm nay, được chưa? Đấy, thì phân tích vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Vũ Nương trong chuyện người con gái Nam Xương. Thì Vũ Nương có rất nhiều những cái vẻ đẹp đúng không, về mặt phẩm chất thì đấy chính là các vẻ đẹp tâm hồn mà cô Nhung đã nói rồi. Vũ Nương hiện lên giống như một cái viên ngọc toàn thiện toàn bích không tì vết, đúng không? Một người phụ nữ đã thùy mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp, cô Nhung đã phân tích cho các con rồi đúng không? Lúc trong cái cuộc sống bình thường đúng không thì tốt đẹp như thế nào, lúc mà tiễn chồng đi lính thì như thế nào, trong lúc mà chờ chồng đi lính phải xa chồng thì như thế nào, rồi lúc bị oan thì như thế nào, và lúc đã phải chết thì như thế nào, là trong tất cả các cái tình huống đúng không, trong tất cả các tình huống, trong tất cả các cái thời gian đúng không, thời gian khi mà còn sống đấy, còn sống ở trần gian đấy đúng không, thì Vũ Nương cũng thể hiện rất là nhiều những cái vẻ đẹp của mình, về phẩm chất của mình. Rồi khi mà cái thời gian mà ở dưới hậu, ở dưới thủy cung đúng không, hậu cung thủy cung đấy, thì Vũ Nương cũng thể hiện rất là nhiều cái vẻ đẹp phẩm chất của mình đấy đúng không. Thì các con sẽ xem xét cho cô xem cái lúc mà sống ở trên trần gian và lúc ở dưới thủy cung, lúc còn sống và lúc đã chết, thì cái vẻ đẹp phẩm chất nào của nhân vật Vũ Nương nó hiện lên đúng không. Đấy, thì các con sẽ trả lời được câu hỏi thứ nhất nhá. Đấy, và những cái vẻ đẹp tâm hồn con nhắc là Vũ Nương trong cái tác phẩm này không có miêu tả khắc họa về cái vẻ đẹp hình thức nhá. Ví dụ như sau này các con sẽ học truyện Kiều đúng không, thì các con sẽ được thấy rằng là nhà thơ Nguyễn Du, đại thi hào dân tộc của chúng ta, miêu tả cả vẻ đẹp phẩm chất, cả vẻ đẹp hình thức của nhân vật Thúy Kiều và Thúy Vân đúng không. Đấy, đầu lòng hai ả tố Nga, Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân, mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, phân sen trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn, làm thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Đấy, tức là nhân vật, có những nhân vật nữ ở trong văn học đấy được miêu tả khắc họa rất là kỹ lưỡng về những cái vẻ đẹp về hình thức con nhá. Đấy, những cái vẻ đẹp về hình thức đúng không. Đấy, khuôn trăng đầy đặn tức là khuôn mặt tròn đầy như thế nào, nét ngài nở nang tức là cái lông, đôi lông mày thì như thế nào, làn da thì như thế nào. Nhưng mà Vũ Nương của chúng ta ở đây có được miêu tả về cái vẻ đẹp về hình thức không các con? Con trả lời cô, à không đúng không. À, và hai căn mà nghe cô giảng ok nha, nhớ chia sẻ like giúp cô nhá, làm hai nhiệm vụ đấy.
Được chưa? Chia sẻ và tăng các bạn vào giúp cô nha, thì cô Nhung có động lực để cô Nhung thực hiện thật là nhiều các bài giảng thật hay và thật là nhiều các buổi học thật hay cho các con. Được chưa? Đấy. Rồi, đấy thì cô Nhung đang nói về cái bài cũ đúng không? Bài Chuyện Người Con Gái Năm Xương ấy, thì nhân vật Vũ Nương của chúng ta không có được miêu tả rất là nhiều, không có được miêu tả gì về vẻ đẹp hình thức luôn, không có nói đến xinh đẹp như thế nào, đúng không? Đấy, khuôn mặt như thế nào, rồi dáng hình ra sao. Thế nhưng mà lại nổi bật lên đó là cái vẻ đẹp về tâm hồn, tính cách, phẩm chất, đúng không? Và cô Nhung nói đấy, Vũ Nương giống như là một cái viên ngọc ấy, đúng không? Viên ngọc toàn thiện toàn bích ấy, đấy, đại diện cho tất cả những cái vẻ đẹp tiêu biểu của cái người phụ nữ Việt Nam đấy thời xưa, đúng không? Đấy, thế nhưng mà lại chịu cái số phận rất là bất hạnh, đúng không? Khi mà con phân tích xong hết vẻ đẹp rồi, con có thể nói xong một chút về cái số phận nhá, được chưa? Đấy, vậy thì câu số 2, theo em những nguyên nhân nào khiến một phụ nữ dung hạnh vẹn toàn như Vũ Nương phải tìm đến cái chết thê thảm? Cái này cô phân tích chưa con nhớ bài không? Cô hỏi cái trai cũ có mấy nguyên nhân để dẫn đến cái chết của Vũ Nương, à có hai đúng không? Một là nguyên nhân trực tiếp đấy, thứ hai là nguyên nhân gián gì, gián tiếp. Các con có nhớ là nguyên nhân trực tiếp là gì không và nguyên nhân gián tiếp là gì không? Các con nhớ không? Có những nguyên nhân gián tiếp nào, có những nguyên nhân trực tiếp nào đấy, các con phải nhớ. Sau khi các con hoàn thành bài, các con phải làm bài tập đúng không? Các con nghe cô giảng này, các con đã nhớ bài rồi, các con cùng thảo luận với các bạn này, các con đã hiểu bài rồi, thì các con phải làm một cái việc nữa để các con khắc sâu kiến thức, đó là các con phải luyện tập, các con phải làm bài tập nhá. Đấy, thì con phải trả lời câu hỏi nguyên nhân nào. Đấy, cái việc làm bài tập này chắc chắn là con sẽ hiểu bài luôn. Đến lúc các con lên lớp các con học ấy, thì cô giáo hỏi đến đâu chúng ta hiểu đến đấy, chúng ta trả lời xung phong đủ luôn, đúng không? Thậm chí có những câu hỏi khó đấy, con cũng có thể trả lời được nhá. Ok, đấy thì nguyên nhân nào, nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp còn phân tích ra nhá. Bây giờ cô Nhung không nói lại nữa để dành thời gian cho bài mới, được chưa? Đấy, câu hỏi thứ ba, chiếc bóng trên vách là một chi tiết nghệ thuật rất đặc sắc ở trong truyện, hãy làm rõ cái hay của chi tiết đó. À, cái này cô Nhung hôm trước cô Nhung chưa có giảng đúng không? Thì không biết là các con có trả lời được câu hỏi này không nhá. Đấy, chiếc bóng trên vách nó chính là một cái nguyên nhân trực tiếp, nhưng đồng thời nó cũng là cái nguyên nhân gián tiếp, đúng không? Nguyên nhân trực tiếp nó là một cái chiếc bóng khi mà Vũ Nương trong cái câu chuyện nói chuyện với con, đúng không? Đấy, các con phải kể lại cái tình tiết đó, tường thuật lại cái tình tiết đó trước đã, sau đó con mới nêu ý nghĩa nhá. Đấy, bước 1 là con phải tường thuật lại tình tiết xuất hiện chiếc bóng, tường thuật lại tình tiết xuất hiện, đúng không? Đấy, xuất hiện hình ảnh cái bóng nhá. Sau đó bước 2 đúng không? Bước 2 con mới nêu cái ý nghĩa của nó. Đấy, ý nghĩa nhá. Với hai ý nghĩa đúng không? Chiếc bóng với hình ảnh tả thực. Đấy, một chiếc bóng trên tường như thế nào? Là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Vũ Nương như thế nào? Sự hiểu lầm của Trương Sinh ra sao? Và thứ hai là ý nghĩa của chiếc bóng với cái ý nghĩa gọi là ý nghĩa biểu trưng nhá. Đấy, cái bóng này có phải là chỉ là cái bóng trên vách trên tường của Vũ Nương không? Không, đúng không? Nó chính là cái bóng của cái gì? Những cái thế lực đúng không? Thế lực nam quyền, chế độ nam quyền đấy, rồi cái bóng của xã hội phong kiến nhá. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi, chiếc bóng xuất hiện hai lần trong truyện. Tất cả mọi Duy Minh Tô nhá. Đấy, các con sẽ phải phân tích ý nghĩa của nó, có hai ý nghĩa ra, một là ý nghĩa tả thực, hai là nghĩa biểu trưng nhá. Một hình ảnh xuất hiện ở trong tác phẩm, nó là cái tình tiết thắt nút nhá, và nó cũng là cái tình tiết mở nốt đúng không? Cái chiếc bóng của Vũ Nương đúng không, xuất hiện lập lờ sau cái đàn tràng hoa, lúc mà Vũ Nương được 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 Trương Sinh lập đàn tràng hoa để giải oan đúng không? Đấy, thì các con sẽ phân tích cho cô nha, chiếc bóng xuất hiện hai lần như thế nào và chiếc bóng có hình ý nghĩa biểu trưng ra sao. À, cái bóng trong lòng, cái bóng đen ở trong lòng Trương Sinh cũng là cái bóng của chế độ nam quyền, chế độ phụ quyền, đúng rồi, chính là vừa là chi tiết thắt nút vừa là chi tiết mở nút cô Nhung vừa nói xong đúng không con? Đấy, đúng rồi, cái phóng bóng của xã hội phong kiến nhá. Đấy, đúng rồi, có thể các bạn đang comment rất là chính xác rồi đấy. Đấy, thì các con nhớ phân tích câu hỏi số 4 này như thế nhá. Câu hỏi số 5, thiếp cảm ơn Đức Linh Phi đã thề sống chết cũng không bỏ, đã đa tạ tình chàng thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa. Những câu văn trên được trích từ tác phẩm nào? Và đó là lời của ai nói với ai, nói trong hoàn cảnh nào? Các con có làm được không? Câu này, câu ý A này này. Đây này, cái câu 5 này nó là một dạng câu hỏi thi của con trong đề thi luôn nhá. Các con sẽ tưởng tượng là trong cái đề thi của các con nó sẽ có những cái dạng câu hỏi như thế này. Nó cho một cái câu và sau đó nó hỏi những câu văn trên được trích từ tác phẩm nào? Tất nhiên là Chuyện Người Con Gái Nam Xương, đúng không? Và đó là lời của ai nói với ai? Đó là lời của Vũ Nương nói với
Nói với ai? Nói với Trương Sinh, đúng không? Chứ không phải Vũ Nương nói với Linh Phi. Rất nhiều bạn đọc không kỹ chi tiết tác phẩm và trả lời sai ngay từ những cái câu hỏi nhận biết, đúng không? Đấy. Rồi, bạn Đỗ Thị Lan Anh rất ok luôn. Bóng mà Vũ Nương trỏ tay lên tường bảo cha đàn, bóng của cậu bé đàn gây sự hiểu lầm, bóng khi xuất hiện khi Trương Sinh nhận ra sai lầm của mình và cái bóng lấp loáng trên dòng sông. Đúng rồi đấy, 4 lần à, đúng không? Nhưng mà thực tế là nếu mà phân tích 2 lần cũng được nhá, cái chi tiết bóng của trỏ tay lên tường với cả bé đàn gây sự hiểu lầm là một, đúng không? Đấy, cái này là thứ hai, bóng khi Trương Sinh nhận ra và lấp loáng là 2, đúng không? 2 lần cái bóng xuất hiện cũng được, nhưng hoặc là con phân tích cụ thể ra 4 cái chi tiết nhỏ thì cũng ok, đúng không? Miễn là con sẽ phân tích, một là chi tiết mở nút, hai là chi tiết thắt nút, hai là chi tiết mở nút, được chưa? Đấy, câu hỏi số 5. Đấy, cô đang nói là nó giống một cái dạng của cô nóng ngóc của bật quạt đấy nhé. Được chưa con? Đấy thì nó giống, sẽ giống cái câu hỏi số 5 này, nó sẽ là một cái dạng để các con va chạm vào cái đề thi luôn. Cái đề thi của con nó sẽ ra dạng câu hỏi như thế này nhá. Đấy, nói trong hoàn cảnh nào thì nói trong cái lúc mà hiện về, đúng không? Hiện về để giải oan nhá. Đấy. Rồi, qua lời nói đó em hiểu gì về số phận bi kịch cũng như vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật? À, chính cái câu nói này đã thể hiện rất rõ cái vẻ đẹp tâm hồn của Vũ Nương, đúng không? Đó là vẻ đẹp gì? À, cái sự trong sạch của Vũ Nương, đúng không? Cái sự trong sạch của Vũ Nương và cái lòng tự trọng của Vũ Nương nhá. Đấy, thứ hai là cái số phận bi kịch của Vũ Nương nó như thế nào, cô đã giải nghĩa cho các con rồi, cô đã giải thích cho các con cái câu nói này nó rất là quan trọng, cái câu cuối cùng trong tác phẩm, đúng không? Đấy, có phải Vũ Nương không muốn về không? Thực sự là có phải Vũ Nương không muốn quay về trần gian để sống không? Đấy, hay là cái ước mơ cuối cùng của nàng chính là cái ước mơ ra gia đình êm ấm hạnh phúc, một cái ước mơ bình dị đời thường. À, có, đúng không? Vũ Nương vẫn muốn quay về, nhưng cái xã hội đấy có phải là cái nơi mà dung là cái chốn dung thân cho Vũ Nương được nữa hay không? Đấy, chúng ta đặt ra cái câu hỏi như vậy và chúng ta bỏ ngỏ nhá, để chúng ta thấy được cái hiện thực tăm tối của cái xã hội phong kiến lúc bấy giờ, không có chỗ nương thân cho nàng nữa, cho những người phụ nữ như nàng nữa nhá. Rồi, được chưa? Bị mờ à? Sao cô thấy bình thường đúng không? Có thể do mạng của con kém. Ừ, đúng rồi, không thể quay về được nhá. Đấy, cái số phận rất bi kịch của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến, đại diện là phụ nương nhá. Đấy. Rồi, tiếp nữa này, cũng viết về người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa chưa? Trình ngữ văn lớp 9, lớp 8 và lớp 9 còn những cái tác phẩm nào, kể ra ít nhất 2 tác phẩm và ghi rõ tên tác giả. Wow, câu nói cái câu hỏi này là cái câu hỏi liên hệ đúng không? Đấy, cô Nhung để ngỏ cho các con theo các con trả lời như thế nào. Rồi, cảm ơn anh Lê nha, cô Nhung dạy hay lắm. Ồ, cô cảm ơn rất là nhiều câu lời động viên của các bạn nhá. Đấy, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này nhá. Đấy, cô Nhung chưa muốn cho đáp án luôn, kiểu mà các con lại à, các bạn chưa làm các bạn lại lộ mất à, trong lòng mẹ à, trong lòng mẹ của nhà văn Nguyên Hồng cũng phản ánh số phận của người phụ nữ, đúng không? Đấy, tại sao mẹ của bé Hồng lại phải bỏ nhà ra đi, đúng không? Bỏ bé Hồng ở lại ở với gia đình ở nhà nội như thế, đúng không? Tại sao lại như thế? Đấy, đúng rồi, đấy là một tác phẩm nhá. Đấy, tắt đèn của Nguyễn Du, tôi chết rồi. Huyền Trần ơi, tắt đèn của Nguyễn Du là không có ổn rồi con ạ. Nhá, tắt đèn là phải là của Ngô Tất Tố nhá. Con nhớ đúng tác phẩm rồi, con lại nhớ sai tên tác giả. Có nhân vật chị gì nhờ? Chị Dậu, đúng không? Về cái nạn đói thê thảm năm 1945, đúng không? Đấy, tức nước vỡ bờ. Trích trong tác phẩm Tắt đèn nhá. Đúng rồi, Thúy Kiều của Nguyễn Du, chính xác nhá. Bánh trôi nước, hình tượng người phụ nữ trong bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương, rất ok luôn. Đấy, chính xác, trong lòng mẹ nhá. Đấy, Tắt đèn, bánh trôi nước, chuyện Kiều. Rồi, các con rất giỏi luôn. Đấy, các con chỉ cần nêu 2 bài thôi, đúng không? Ôi dồi ôi, comment rất là nhanh luôn, ủa lưới lớp 12 luôn. Trinh Vũ Ngâm, Tắt đèn, hôm trước cô Nhung vừa liên hệ cho con rồi, con đã biết rồi đúng không? Chị Dậu là không phải của Nguyễn Du nhá, chị Dậu không phải là của Nguyễn Du đâu quý ơi, chết không chứ. Bánh trôi nước Hồ Xuân Hương chính xác rồi, chị Dậu là của Ngô Tất Tố, nhớ chưa? Đấy. Ừ, bài tập cô đăng trên nhóm con nhá, được chưa? Ok, thế vậy câu hỏi này các con đều đã trả lời được đúng không? Đấy, và trong cái buổi học trước cô Nhung cũng đã liên hệ mở rộng cho các con rồi nhá. Đấy, thì con có thể chọn hình tượng người phụ nữ trong thơ của Hồ Xuân Hương cũng được,
chọn cái nhân vật chị dậu trong tác phẩm Tắt Đèn Ngũ Tất Tố cũng được, hoặc là chọn nhân vật người mẹ trong câu chuyện Trong Lòng Mẹ của nhà văn Nguyên Hồng cũng ok nhá. Đấy. Rồi, câu số 6, trong tác phẩm văn học có những chi tiết rất quan trọng, không có chi tiết ấy cốt truyện không phát triển được. Em hãy lựa chọn một chi tiết như thế trong chuyện Người Con Gái Năm Xưa của Nguyễn Du và bằng một đoạn văn ngắn khoảng 10 câu hãy nói rõ ý nghĩa của chi tiết đó. Có dùng ngay chi tiết chiếc bóng đúng không? À rồi, Vinh Vinh đâu còn biết cả bữa nhặt nữa à, rất là giỏi luôn đấy. Nha. Đấy, con dùng ngay chi tiết chiếc bóng nhá. Và cô Nhung cũng đã vừa phân tích ở trên kia đúng không? Chi tiết cái bóng. Đấy. Được chưa? Được chưa? Đấy. Và các con nhớ là khi mà con làm bài xong các con phải nộp vào album. Cô Nhung nhắc nhở một lần cuối cùng nhá. Các bạn nộp lên trên tường, thỉnh thoảng cô thấy các bạn nộp trên trên tường của nhóm rất là nhiều, nhưng các con biết không? Trên tường ấy thì nhóm mình là nhóm mà sẽ hoạt động cả các cái môn khác nữa. Trong đó sẽ có môn toán. Đấy, là của Mợ Thúy đúng không? Đấy, có môn văn là của cô và sau này sẽ có cả môn hóa nữa nhá, và có thể là sẽ có cả môn tiếng Anh đúng không? Thế thì các con mà cứ đăng lên tường ấy của nhóm ấy, các con vào trang một phát là các con đăng lên cái phần thêm ảnh vào trong trang ấy, thì các con biết không, tất cả những cái bài nó sẽ bị trôi hết nhá, tất cả trên tường sẽ bị trôi hết. Cho nên cô Nhung cũng phải lập một cái album, đó là nộp bài tập chuyên đề văn học trung đại chẳng hạn, nộp bài tập chuyên đề văn học hiện đại chẳng hạn. Đấy thì các con phải vào ấn lên cái thanh công cụ ấy, các con vào phần album nhá, album, sau đó các con ấn vào đấy, xong con thêm ảnh vào. Và có khi các con làm bài các con nhớ ghi tên của mình nhá, ghi tên của mình đấy, ghi tên rất là rõ vàng ràng và lớp văn cô Nhung nhá. Đấy, lớp văn cô Nhung và tên của con vào thì cô mới xem được. Và cô khi mà cô vào để cô kiểm tra bài ấy là cô chỉ có vào cái album thôi, cô chứ không thể nào tìm 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 ở trên tường nữa, con hiểu không? Nó rất là mất thời gian và nó cũng không thể nào mà nó đủ cái thời gian để cô Nhung xem nữa. Xem một bài của con đã rất mất thời gian rồi, con hiểu không? Thế con phải bắt buộc con phải vào phần album này và con nộp vào bài vào album nhá, và nhớ ghi tên và để cô Nhung biết là những bạn nào là những bạn chăm học được không? Rồi nhá, thì vậy thôi nhá, vậy như vậy là chúng ta đã kết thúc cái tác phẩm Chuyện Người Con Gái Năm Xưa rồi đúng không? Về cơ bản là cô sẽ dạy cho các con cái kiến thức như thế nhá. Còn về nâng cao là sau này chúng ta sẽ sang giai đoạn thứ hai. Đấy, cô Nhung nhắc lại cho các con cái giai đoạn học của chúng mình từ bây giờ đến Tết, trước Tết âm lịch nhá, chúng ta sẽ là giai đoạn 1. Đây cô Nhung nhắc lại một lần nữa này, rất nhiều bạn mới các bạn không nhớ, và những cái bạn cũ thì các bạn cũng nhớ luôn cho cô nhá. Giai đoạn 1 của chúng ta đó là từ giờ đúng không, từ tháng 8 đến trước Tết âm lịch nhá. Trước Tết âm lịch ấy là tháng 2, à tháng 1 nhá, hết tháng 1, từ tháng 8 đến tháng 1, tháng 8 đến tháng 9, tháng 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5 tháng đúng không? Các con sẽ có 5 tháng để các con cùng cô làm gì? Các con tổng ôn hết nhá, tổng ôn hết tất cả kiến thức trọng tâm văn 9 nhá. Tổng ôn hết tất cả kiến thức trọng tâm văn 9, nhớ chưa? Bao gồm cả văn học trung đại, văn học hiện đại đúng không? Đấy, văn học trung đại và hiện đại gọi là bút lông bút sắt đúng không? Không, văn học trung đại thì gọi là bút lông, văn học hiện đại gọi là bút chì nhá. Giống như nhà thơ Tú Xương đã từng có nói một cái câu, một cái thay đổi, cái sự thay đổi biến thiên của cái thời thế, đó là thời đại vứt bút lông đi viết bút chì. Đấy, nhớ chưa? Chưa phải gọi là bút sắt. Đấy chưa? Đấy thì giai đoạn 1 của các con là cô Nhung sẽ tổng ôn cho các con tất cả những kiến thức trọng tâm văn 9, bao gồm có 34 tác phẩm đúng không? Đấy, mà bây giờ chúng ta mới đến cái bài thứ hai, tác phẩm thứ hai thôi. Con thấy không? Sợ không? Nhiều không? Nhá. Đấy. Thứ hai, giai đoạn thứ hai của các con. Giai đoạn thứ hai là từ từ ra Tết. Đấy, ra Tết đến tháng 5 nhá. Đến tháng 5 là các con sẽ có 3 tháng. Tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 là các con sẽ gì? Các con sẽ luyện đề. Đây, thì lúc này là cái lúc mà các con khắc sâu kiến thức đây này. Nhá. Đấy, lúc này là các con khắc sâu kiến thức để các con làm đề thi thử, đúng không? Luyện đề. Đấy, luyện đề thi thử nhá, chuẩn cấu trúc. Đấy, để các con tự tin đi thi, đúng không? Và cái giai đoạn 3 của các con đấy là cái giai đoạn 1 tháng cuối cùng. 1 tháng cuối cùng.
Một tháng cuối cùng này các con sẽ thi thử, các con sẽ làm bài thi thử nhá. Cô Nhung sẽ chấm điểm. Đấy, cô Nhung sẽ chấm điểm và cô Nhung sẽ có cái lời nhận xét, rút kinh nghiệm, đúng không? Đấy, để các con biết là cái mức của mình nó như thế nào nhá. Và sẽ để các con học tất cả những cái kỹ năng, đúng không? Đấy. Nếu mà cái giai đoạn 1 này, đấy, giai đoạn 1 này, giai đoạn 2 này nhá. Đặc biệt là cái giai đoạn 1 nó thiên về kiến thức. Nhá, giai đoạn 1 là chúng ta sẽ làm về kiến thức rất là sâu, đúng không? Đấy, kiến thức nền tảng rất là sâu. Thứ hai, giai đoạn thứ hai của các con sẽ là giai đoạn kỹ năng rất là nhiều các con ạ. Các con có biết viết một cái đoạn văn nó như thế nào không? Một đoạn văn viết theo kiểu diễn dịch, một đoạn văn viết theo kiểu quy nạp, một bài văn nghị luận xã hội, một bài văn nghị luận văn học với các dạng đề, các kiểu bài. Nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý, nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống, nghị luận xã hội về một vấn đề được trích rút ra từ trong tác phẩm nhá, hoặc là nghị luận văn học dạng bài một ý kiến, đúng không? Bàn luận về một ý kiến về một nhân vật trong một tác phẩm, đúng không? Ví dụ bàn về nhân vật Vũ Nương có ý kiến cho rằng đây là người phụ nữ công dung ngôn hạnh, tư dung tốt đẹp, em hãy chứng minh điều đó. Đấy, hoặc là ý kiến là đây là một người phụ nữ, là một người phụ nữ có nhiều phẩm chất tốt đẹp nhưng có số phận bi kịch, anh chị có đồng tình với ý kiến đó không, vì sao? Đấy, hãy viết bài văn khoảng độ 600 chữ hoặc 600 từ nghị luận về vấn đề đó nhá. Đấy, hoặc là cảm thụ văn học, đúng không? Đấy, kỹ năng nhá, làm câu nghị luận xã hội, à trước hết phải là làm câu đọc hiểu đã con ạ. Làm câu đọc hiểu, đúng không? Đọc hiểu với các dạng câu hỏi từ nhận biết thông hiểu đến vận dụng và vận dụng cao, đúng không? Các câu hỏi đọc hiểu là một, làm câu nghị luận xã hội là hai, và làm câu nghị luận văn học là ba. Đấy thì các con sẽ phải ghi cho cô cái này gọi là cái lịch nhá, lịch trình, đúng không? Lịch trình hoặc là các con ghi là lộ trình cũng được nhá, lịch trình hoặc là lộ trình học, đúng không? Học văn với cô Nhung. Và à, giai đoạn tháng 7 nghỉ dưỡng chuẩn luôn, đúng không? Giai đoạn tháng 7 là nghỉ dưỡng luôn vì lúc đấy là chuẩn bị tinh thần mà đi vào cấp 3, đúng không? Vào ngôi trường mơ ước nha. Đấy. Lúc đấy là các con sẽ nghỉ ngơi, các con sẽ chơi bời thoải mái luôn. Nhưng mà bây giờ một năm này, đúng không? Con thấy không? Thấy không? Khi mà cô Nhung bày ra cho các con, đúng không? Đấy. Giai đoạn thứ ba, đúng không? Là giai đoạn mà con thi thử, là giai đoạn tổng ôn nhá, tổng ôn thi thử. Đấy, lúc này là cô Nhung sẽ trọng tâm những cái đề cho các con để các con học cho nó trọng tâm, sát đề, hiểu chưa? Nhá, con hiểu không? Đấy. Thế như vậy đấy, cái phần cái tháng. Đấy các con thấy nhá. Chúng ta cứ nghĩ là bây giờ mùa hè rồi, mùa hè à đang hè là còn thoải mái thời gian năm sau mới thi. Nhưng mà thực tế con biết không? Bắt đầu vào tháng 9 đi học một cái, mùng 5 tháng 9 khai giảng đúng không? Đấy, nó vèo vèo một cái thời gian trôi nhanh lắm. Và các con chẳng mấy là con đến Tết, mà đã ra Tết rồi là con không còn đủ thời gian để các con học nữa đâu nhá. Đấy thì các con sẽ phải cô dạy cho con kiến thức nhưng đồng thời cô luôn luôn là cái người mà nhắc nhở các con, truyền động lực cho các con, nhắc nhở các con về cái lịch trình học, về cái thời gian học, về cái vấn đề chúng ta phải học, đúng không? Đấy. Được chưa? Vậy là chúng ta đang ở cái giai đoạn 1 là chúng ta đang học kiến thức nhá. Đấy, giai đoạn 8 chuẩn bị lớp 10. Ok. Đúng không? Vào lớp 10 thì cô Nhung sẽ cho các con rất là nhiều những cái lời khuyên như thế nào. Học lớp 10, học cấp 3 thì ra sao, đúng không? Nó sẽ khác rất là nhiều với lớp 9 đấy. Nhá. Rồi ok, đấy thì đấy sẽ là ba cái giai đoạn của các con. Các con sẽ học như thế này nhá. Đấy, đây là một cái lịch trình mà cô Nhung nghĩ là nó rất là ok và cô Nhung đã có thời gian. Ôi dồi ôi, đấy, lại mất gần nửa tiếng rồi đúng không? Không sao nhá, cô Nhung sẽ lên đều đặn với các con cho nên các con cứ yên tâm, đúng không? Đấy. Cứ yên tâm là chúng ta sẽ học hết kiến thức, cô đã căn căn rồi, cô đã căn cái thời gian rồi nhá. Cho nên con yên tâm, phải có những cái lúc mà cô Nhung hướng dẫn cho các con cái này này thì các con mới biết được định hướng trong từ trong suy nghĩ rồi mới có cái hành động, đúng không nhá? Đấy thì con nhớ là phải kiên trì và nhớ là phải nỗ lực hết mình. Kiến thức học qua rồi là sẽ qua luôn nhá, như cô nói nhá, chuyện người con gái Nam Xương đã học rồi là nó sẽ qua luôn nhá. Rồi vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học bài gì? Đây, hôm nay chúng ta sẽ học bài này. Hôm nay chúng ta sẽ học bài này các con ạ. Chuyện cũ trong phủ chủ trị, đúng không? Các bạn ấy đang sợ hết thời gian, rất là chăm học luôn. Đấy. Từng từng một chút thời gian cũng rất là quý trọng, đúng không? Đấy khi mà cô Nhung lên lên hướng dẫn cho các con, cô Nhung dạy cho các con biết là các con đang rất là nghiêm túc nhá.
Ok, đấy vị. Vậy thì tối nay chúng ta sẽ học tiếp một tác phẩm thứ hai nữa trong chuyên đề văn học trung đại, đúng không? Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh. Đấy, Trích Vũ Trung Tùy Bút của tác giả Phạm Đình Hổ. À, cô muốn hỏi các con là các con đã hoàn thành cái nhiệm vụ cô giao chưa? Đó là cái nhiệm vụ mà chúng ta phải đọc trước bài, đọc trước tác phẩm rất quan trọng. Và các con phải ghi ra những cảm nhận đầu tiên của các con khi các con học xong. Đấy, các con làm nhiệm vụ này chưa? Ừ, đúng rồi, phải cố gắng từng ngày, đừng có một phút lơ là nghỉ ngơi đâu nhá. Chưa được nghỉ ngơi đâu, năm nay các con năm cuối cấp đấy. Bố mẹ cũng rất là lo, cô cũng rất là lo, đúng không? Anh chị ngày đêm lo lắng. Dạ con đọc rồi, ok, con đọc rồi đúng không? Thế con cảm nhận như thế nào đầu tiên của các con về cái tác phẩm này? Đấy, chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh. Vậy chúa Trịnh là ai? Chúa Trịnh là ai? Các con, chú Trịnh là ai? Con đã tìm các cái tư liệu lịch sử chưa? Con có đọc thêm các cái tư liệu lịch sử? À, con đọc hết 3 lần, rất là nhớ lời cô luôn. Đọc xong 3 lần có ghi ra được những cảm nhận đầu tiên của mình về tác phẩm không? Chỉ đơn giản, con chả hiểu gì. Đấy cũng là một cái cảm nhận. Chỉ đơn giản con thấy nó khó cũng là một cảm nhận. Nhưng mà sâu sắc hơn nữa, hay hơn nữa à, con biết rằng nhân vật Chúa Trịnh là một nhân vật rất đặc biệt trong lịch sử, đúng không? Đấy, nhân vật Chúa Trịnh có công, chúng ta luận xem, luận bàn xem có công hay có tội. Nhân vật Chúa Trịnh có công hay có tội? Đấy, và cái thời đại của Chúa Trịnh là cái thời đại lịch sử như thế nào? Và con đọc tác phẩm, đúng không? Con đọc tác phẩm thì con thấy trong cái tác phẩm đấy có những nhân vật chính nào, có phải mỗi Chúa Trịnh hay không? Hay là cả một cái đám vua quan rồi cả cái đám hầu cận đấy cũng có một cái lối sống gọi là xa hoa, một cái lối sống rất là có thể nói là rất là nhiều những cái thói hư tật xấu, đúng không? Đấy, những cái vấn đề mà xoay quanh chúa Trịnh Sâm, đúng không? Đấy, chúa Trịnh Sâm có công hay có tội? Đấy, đây là một cái thời kỳ lịch sử như thế nào, đúng không? Và cái thói xa hoa vô độ của chúa Trịnh và các quan lại hậu hậu cần hầu cận trong phủ chúa như thế nào? Đấy, quan lại này, đấy, hầu cận này, như thế nào nhá? Đấy, con cứ đọc xong lúc nào con cũng sẽ phải có cái cảm nhận là có tội. À, rất nhiều bạn kết luận rằng chúa Trịnh Sâm có tội. Vậy thì chúa Trịnh Sâm có cả công cả tội hay là chỉ có tội hay không nhá? Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau, à, có cái công thời là cái thời kỳ mở rộng lãnh thổ, à, đấy, gây tai họa cho dân lành đấy. Ok, cảm ơn các con comment rất rất là nhiều luôn nhá. Đấy thì bây giờ như thế này, chúng ta lúc nào cũng phải nhớ lời cô nhá, đọc 3 lần nhá, đọc 3 lần, ít nhất 3 lần tác phẩm, đúng không? Và các con nhớ là ghi cảm nhận của các con ra nhá. Đấy, thì vậy thì xoay quanh cái tác phẩm này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận các cái vấn đề, đó là chúa Trịnh Sâm là ai, ông có công hay có tội, đây là một cái thời kỳ lịch sử như thế nào, và các quan lại hầu cận thời đại chúa Trịnh Sâm ra sao nhá. Đấy, và nữa là cái tập Vũ Trung Tùy Bút này này, đấy, cái tác phẩm này đúng không, cái câu chuyện này nó được trích từ cái tác phẩm là Vũ Trung Tùy Bút. Vậy thì Vũ Trung Tùy Bút nó là cái gì nhá? Đấy, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này, và Phạm Đình Hổ là ai, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thảo luận và cùng nhau xây dựng cái kiến thức từ đầu, đúng không? Con sẽ ghi cho cô phần A lớn, đó là phần khái quát về văn bản, hoặc là khái quát chung cũng được nhá. Thứ nhất là về xuất xứ của cái đoạn trích này, thì đoạn trích này nó nằm trong cái tác phẩm Vũ Trung Tùy Bút nhá. Vũ Trung Tùy Bút, tùy bút ở đây là một thể loại các con ạ, tùy bút là một thể loại văn học, đúng không? Đấy, một thể loại văn học, giống như là thơ là một thể loại, truyện ngắn là một thể loại, tiểu thuyết là một thể loại, thì tùy bút nó cũng là một thể loại nhá. Đấy, tùy bút thì nó là những cái tác phẩm, một cái thể loại mà viết một cách rất là tùy hứng nhá. Đấy, viết tùy hứng mà viết, tùy hứng mà ghi chép, đúng không? Ví dụ như là ông Nguyễn Vân, ông ấy đi lên trên Tây Bắc, đúng không? Ông gặp con sông Đà nên ông viết cái tác phẩm là Người Lái Đò Sông Đà. Hoặc là ông đi ăn phở, ông thấy phở ngon, ông viết luôn một cái bài cảm nhận về phở. Đấy, tùy hứng mà viết, tùy hứng mà chép thì đó sẽ là tùy bút nhá. Cái chữ tùy này là tùy hứng, được chưa? Bút này là viết nhá, tùy hứng mà viết, tùy hứng mà chép. Đấy. Còn vũ trung nó là cái gì? Vũ ở đây nó là mưa, trong tiếng Hán nó là mưa, trung là trong. Vậy thì Vũ Trung Tùy Bút đó là
tùy bút viết trong những ngày mưa. Con có thấy đặc biệt không? Cứ mưa là lại lấy sách vở ra, lấy giấy mực ra để viết. Đấy là những cái nhà nho mà gọi là nhà nho ẩn dật ngày xưa, đúng không? Cái buổi trước ấy, khi mà các con học về tác giả của chuyện Người con gái Nam Xương là tác giả Nguyễn Dữ, đúng không? Thì cô Nhung còn đã nói với các con cái sự phân loại về các cái nhà nho thời phong kiến nhá. Đấy, theo cố giáo sư tiến sĩ Trần Đình Hiệu nhá. Đấy, theo cố giáo sư, con nhớ phải ghi vì thầy mất rồi, Trần Đình Hiệu nhá con nhá. Đấy thì thầy có chia ra hiệu hay là hượu ấy nhở, cô xin lỗi là cô Nhung không nhớ rõ tên thầy lắm nhá, cô Nhung rất xin lỗi nhá. Thì sẽ có ba loại nhà nho các con nhá. Một là nhà nho hành đạo, hai là nhà nho tài tử, ba là nhà nho ẩn dật nhá. Đấy các con sẽ thấy rằng là ngày xưa cái thời kỳ phong kiến ấy là chúng ta sẽ có ảnh hưởng của đạo nho của Trung Quốc rất là nhiều, đúng không? Và các cái loại nhà nho thì người ta chia thầy 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 hiệu thầy chia ra là có ba loại nhà nho. Một là nhà nho hành đạo, là những cái người mà thi cử đúng không, đỗ đạt và ra làm quan phục vụ triều đình, thì đó là những cái nhà nho hành đạo. Nhà nho tài tử là những cái người rất là giỏi, thi cử đỗ đạt nhưng lại không ra làm quan, à cứ thích đi chơi đấy, không thích làm quan, cứ thích phiêu bạt giang hồ, cứ thích làm những điều mình muốn thôi, sáng tác rồi làm những cái việc mà người ta thích, đúng không? Thì đấy là nhà nho tài tử. Và thứ ba là nhà nho ẩn dật, là những cái người thi đỗ đạt rồi nhưng lại không ra làm quan và lui về ở ẩn, về quê. Đấy, về quê nuôi cá, đúng không? Chăn bò và dạy học. Đấy, thì đấy là những nhà nho ẩn dật. Và như như là Nguyễn Bỉnh Khiêm thì ông ấy, ông đã có nói là có một bài thơ tên là Nhàn các con ạ. Đấy nào đó, cái bài thơ đấy là như thế nào? À, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao, thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Đấy là lối sống của những cái người nhà nho gì nhở, ẩn dật nhá. Đấy, Nguyễn Khuyến chứ sao lại cô lại nhớ nhầm sang Nguyễn Bỉnh Khiêm nhỉ, đúng không? Nguyễn Khuyến đúng không, một nhà nho ẩn dật rất là nổi tiếng trong văn chương nghệ thuật trong thời kỳ văn học trung đại của chúng ta, đúng không? Đấy đúng rồi, cáo quan về ở ẩn bởi vì rất rất là bất mãn với cái thế sự lúc bấy giờ, cái thời đại lúc bấy giờ, thời thế lúc bấy giờ, đúng không? Đấy thì đó sẽ là ba cái loại nhà nho, và ông Nguyễn Dữ là một, đúng không? Và đến bây giờ lại tiếp tục một ông nữa, đó là ông Phạm Đình Hổ của chúng ta là hai. Đấy, hai tác giả đúng không, hai tác giả với hai tác phẩm đầu tiên ta học đều là những nhà nho ẩn dật các con nhá, nhá được chưa? Đấy, ok chưa? Thì đó, cái xuất xứ của đoạn trích này nó nằm trong cái tác phẩm Vũ Trung Tùy Bút. Thì cái tác phẩm Vũ Trung Tùy Bút này nó là một cái tác phẩm được viết vào khoảng đầu đời Nguyễn thế kỷ 10, mười mấy đấy các con, 19 nhá. Đấy các con nhớ là cái tác phẩm Chuyện Người con gái Nam Xương chúng ta học thế kỷ 16, và bây giờ chúng ta dịch 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 dần đến thế kỷ 19 rồi. Và bây giờ là chúng ta đang là thế kỷ bao nhiêu các con nhỉ? Đấy, các con đang là thế kỷ bao nhiêu? Nhá, thì chúng ta đang dịch chuyển dần đến thời kỳ văn học hiện đại luôn. Đấy, được chưa? Làm cái tác phẩm văn xuôi ghi lại một cách rất sinh động, hấp dẫn hiện thực đen tối của lịch sử nước ta thời đó. Nó vừa có giá trị văn chương đặc sắc, lại vừa là những cái tài liệu quý về sử học, về địa lý, về xã hội học các con ạ. Và nó gồm có 88 truyện nhá, gồm có 88 truyện là những cái ghi chép của Phạm Đình Hổ về cái gì? À, về lịch sử, về xã hội, về địa lý nhá. Đấy, nó vừa có giá trị văn chương bởi vì nó là một tác phẩm văn học, đúng không? Nó viết theo cái thể loại tùy bút, nhưng nó cũng vừa có giá trị lịch sử bởi vì nó nói được những cái vấn đề của cái lịch sử thời lúc bấy giờ. Các con hiểu không? Đấy. Các con đang comment 21, 21 là cái gì ấy nhỉ? À, thế kỷ 21, ok. Đấy, cô Nhung cũng mải nói nhưng cô Nhung chưa có chép hết được. À. Đấy, cô Nhung bị nhầm mà, đúng không phải Giang, không phải của Nguyễn Bình Khiêm đúng không? Cô Nhung vừa check lại rồi, đó là của Nguyễn Khuyến, đúng không? Đấy, bài Nhàn. Rồi, ok nhá, thì các con sẽ ghi nhớ cho cô một vài cái đặc điểm về cái tác phẩm Vũ Trung Tùy Bút này nhá. Để nếu mà trong đề thi người ta có hỏi là thế tác phẩm Chuyện cũ trong vụ chúa chị được
trích từ cái tác phẩm nào và hãy nêu một vài hiểu biết của em về tác phẩm đó thì các con cũng phải nói được, đúng không? Đấy, đúng chính xác thành đạt luôn nhé. Tùy bút là viết một cách rất ngẫu nhiên, tùy hứng, đúng không? Không phải theo một khuôn mẫu, khuôn phép giống như cái thơ đường luật. Thơ đường luật thì chúng ta sẽ có những cái thể loại như là thất ngôn tứ tuyệt đường luật này, thất ngôn bát cú, đúng không? Song thất lục bát, tức là những cái câu thơ, một bài thơ chỉ có 4 câu và một câu thơ chỉ có 7 chữ thôi thì người ta gọi là thất ngôn tứ tuyệt, đúng không? Đấy, thất là 7, ngôn là câu. Được chưa? Đấy, tứ là 4, tuyệt là chỉ có 4 câu thôi nhá. Đấy, thất ngôn tứ tuyệt là như thế. Rồi, thì cái tùy bút nó khác với cả những cái thể thơ đường luật. Được chưa? Ok, vậy chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Cái tác phẩm này, cái đoạn trích chuyện cũ cho Hồ Chí Minh này, nó đại ý cái nội dung của nó các con đã đọc rồi, đúng không? Đấy, thì cô có một cái lời nhận xét cho các con, đó là cái tác phẩm này nó miêu tả cái cuộc sống xa hoa của vua chúa và đặc và chính ở đây chính là chúa gì nhỉ? Chúa Trịnh, đúng không? Đấy, chúa Trịnh Sâm. Đấy, chúa Trịnh Sâm của chúng ta. Và không chỉ có cái cuộc sống xa hoa của chúa Trịnh đâu mà nó còn có sự nhũng nhiễu của quan lại thời Lê Trịnh và bộc lộ cái thái độ phê phán rất rõ nét của tác giả qua cái lối văn châm biếm, đúng không? Châm biếm đả kích sâu cay nha. Đấy chính là nội dung cơ bản của tác phẩm này, được chưa? Và thứ hai, tác phẩm này nó được viết theo cái thể loại tùy bút ghi chép về người và việc một cách rất là chân thực, cụ thể, sinh động, bởi vì nó không có theo một khuôn mẫu, không có theo một khuôn phép nào cả. Đấy, người viết được thoải mái đưa ra những cái cảm nhận suy nghĩ của mình. Thế bây giờ cô cho các con một cái chủ đề về tình hình dịch bệnh đại dịch Covid chẳng hạn, các con viết một cái tác phẩm tùy bút của các con thì con được nêu ra thoải mái, đúng không? Cái suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình, nhận thức của mình, cái đánh giá của mình về cái sự việc đó, đúng không? Cái sự vật đó, những con người đó và cái cuộc đời này, các con thoải mái con đưa ra thì đấy sẽ là cái thể loại tùy bút, đúng không? Đấy, và cái sự ghi chép tùy theo cảm hứng chủ quan, có thể lúc tản mạn, không cần gò bó theo một cái hệ thống nào hết, không cần theo một cái kết cấu nào cả, đúng không? Nhưng vẫn theo một cái tư tưởng, một cái cảm xúc chủ đạo, vì thế nó rất là giàu chất trữ tình. Các con nhá, ở đây tiếp theo cái bài này, tiếp theo cái bài chuyện cũ trong vụ chủ trị này thì con sẽ học cái tác phẩm đó là tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Đấy, con sẽ học cái tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí thì cái loại thể loại chí nó lại khác với cái thể loại tùy bút nhá. Ở văn học trung đại con hết sức lưu ý cho cô về cái hệ thống thể loại, được chưa? Đấy, quý bạn ấy đang comment cho cô rất là nhiều ý. Đấy, ok. Đấy thì cái Hoàng Lê Nhất Thống Chí đúng không? Thì nó lại được viết theo cái lối tiểu thuyết chương hồi thì nó sẽ phải có những cái quy định riêng, đúng không? Đấy, còn cái thể loại tùy bút thì nó lại không cần nha. Rất cảm ơn bạn Huỳnh Văn Quý, một bạn comment rất tích cực, chắc chắn là sẽ lên fan cứng. Ok không? Sao lại cái nội dung không tồn tại nhờ quý nhờ? Sao thế? Cô vừa định bày tỏ cảm xúc thì lại không có tồn tại nữa. Chắc bạn muốn bổ sung đúng không? Rồi, đó sẽ là đặc điểm chung về nội dung và về nghệ thuật. Và nhớ ở đây thêm cho cô cái nghệ thuật châm biếm đả kích sâu cay nữa nhá. Đấy, một cái lối văn rất là tự nhiên, một cái lối văn cụ thể sinh động và ghi chép rất là chân thực nhá. Đấy, thể hiện rất, à đúng rồi, của Ngô Gia Văn Phái, rất chuẩn luôn. Duy Vinh Tô nhá, Duy Vinh Tô là một hạt giống của cô đúng không, hạt giống chín cộng. Ok, thì đó sẽ là một vài cái đặc điểm khái quát thôi, khái quát về tác phẩm này nhá. Các con sẽ chú ý cho cô là thứ nhất là cái xuất xứ, cái thứ hai đặc điểm nội dung và nghệ thuật đúng không. Đấy, còn về tác giả thì các con nhớ là đây là một cái tác giả mà thuộc cái thời kỳ gọi là văn học trung đại đúng không, một tác giả tiêu biểu cho thời kỳ văn học trung đại và một cái tác giả thuộc cái thế hệ các nhà nho ẩn dật đúng không. Đấy, bất mãn trước cái thời thế đương thời, một cái xã hội phong kiến rất là rối ren, rất là nhiều những cái biến động thì họ lựa chọn cái con đường đó là về ở ẩn đúng không, và họ sống một cái cuộc đời của riêng mình nhá. Con cũng tên quý nghe là hú hồn. Ok, đấy chưa? Thế vậy thì chúng ta sẽ sang phần 2, phần B đúng không? Là cô sẽ định hướng cho các con tiếp cận cái văn bản này nhá. Đấy, để bạn comment lại, Huỳnh Văn Quý bạn comment lại đúng không? Ok, đây cô thấy rồi đây. Đấy, bạn comment là việc xây dựng đình đài chù
đình đài và thú, ngao du vô độ miêu tả tỉ mỉ những cuộc bài trí dạo chơi của triều trịnh, việc thu sản vật thứ quý, việc bày vẽ trang trí trong phủ gây phiền nhiễu tốn kém. Đấy, ok nhá, rất ok luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, cô sẽ định hướng cho các con cái cách tiếp cận văn bản này như thế nào để cho nó gọi là nó đầy đủ và nó được bao quát, đúng không? Nó trọng tâm kiến thức nhá. Thì cô sẽ có một cái sơ đồ, đúng không? Đấy, có một cái sơ đồ thì cô để ở đâu rồi? Đâu? Đấy, thì cô sẽ gồm nhá, cô sẽ định hướng cho con tiếp cận cái văn bản này theo các cái câu hỏi nhá. Cô để đâu rồi? Đây, để cô đang viết tiếp, đúng không? Đấy, được chưa? Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của Phạm Đình Hổ. Trích Vũ Trung Tùy Bút, đúng không? Đấy, Vũ Trung Tùy Bút, cô viết tắt nhá. Đấy, thì các con sẽ trả lời cho cô từng cái câu hỏi một để các con định hướng tiếp cận với cái văn bản này, đúng không? Đấy, thứ nhất, chúa Trịnh là ai? Thứ hai, chúa Trịnh Sâm thì có công hay có tội nhá. Và thứ ba nó là những cái thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trịnh. Đấy, xa xỉ của chúa Trịnh. Và những quan lại hầu cận trong phủ chúa như thế nào? Đấy là câu hỏi thứ ba các con cần phải trả lời được nhá. Đấy rồi, tiếp nữa là cái câu hỏi cuối cùng là thói, là cái thói nhũng nhiễu. Đấy, cô dùng cái từ nhũng nhiễu, con có hiểu không? Của bọn con lại. Trong phủ chúa là sao? Đấy. Số 5 là các con sẽ đánh giá cho cô thời đại, đúng không? Thời kỳ lịch sử của chúa Trịnh Sâm trị vì như thế nào? Nhá, 15 năm. Đấy, 15 năm Trịnh Sâm làm chúa. Trịnh Sâm chỉ sống được có 44 năm thôi nhá. Trịnh Sâm chỉ sống được có 44 năm và có 15 năm làm chúa. Đấy, thì như thế nào, đúng không? Đánh giá thời kỳ lịch sử của chúa Trịnh Sâm trị vì như thế nào? Luận xem Trịnh Sâm có công hay là có tội, đúng không? Đấy, và cô muốn các con đọc mở rộng thêm. Cái câu số 6 là cô muốn các con đọc mở rộng thêm về về cái gọi là hiện hiện thực xã hội, hiện trạng đi, hiện trạng xã hội về mọi mặt, về tất cả mọi mặt trong tùy bút, trong vũ trung tùy bút nha. Cô sẽ mở rộng cho con kiến thức này, con hiểu không nhá? Trong vũ trung tùy bút con hiểu, con hiểu không, con hiểu cô nói không nhá? Thì đây sẽ là cái hệ thống nhá. Cảm ơn. Chắc là chị Đình Vũ bây giờ xuất hiện đây đúng không? Đấy, ok. Đấy thì cái tác phẩm chuyện cũ trong bộ chú chị nhá, cô cũng sẽ định hướng cho các con với tất cả là 6 câu hỏi nhá. Và đây cũng chính là cái phần bài tập về nhà của các con luôn. Đấy, cái phần bài tập về nhà của con sẽ, các con sẽ trả lời những câu hỏi sau. Cô cũng sẽ định hướng cho con này, các con sẽ trả lời cho câu hỏi chúa Trịnh Sâm là ai với vai trò của, với vai trò với cái tư cách, đúng không? Tư cách là một người lãnh đạo đấy, đứng đầu đất nước, với tư cách của một vị chúa nha. Đấy thì chúa Trịnh Sâm như thế nào, đúng không? Thứ hai, với tư cách của một nhà thơ nha các con ạ. À, đấy
Đấy, chúa Trịnh Sâm còn làm thơ nữa đấy, không phải chúa Trịnh Sâm chỉ có là một cái vị gọi là hôn quân giống như các con thấy được ở trong cái tác phẩm đâu nhá. Đấy thì với cô mới có một cái câu thứ hai là chúa Trịnh Sâm có công hay là có tội, các con sẽ trả lời cho cô câu hỏi những công lao đúng không, công lao của chúa Trịnh Sâm. Ủa sao nghe cô biết xấu thế nhỉ, tay cô thấy cứng lại vì cô đánh máy quá nhiều đúng không. Đấy, công lao của chúa Trịnh Sâm đối với đất nước đấy như thế nào, và tội của chúa Trịnh Sâm, cô biết tắt nhá, cũng với đất nước như thế nào đúng không. Đấy, các con sẽ trả lời câu hỏi thứ hai nhá. Đấy, cô thấy các bạn đang comment rất rất là nhiều luôn. Thú chơi đèn đuốc cây cảnh, vừa ăn cướp lại còn vừa vừa gì đây, vừa ăn cướp vừa la làng, đúng rồi, chính là bọn quan lại đúng không, nhũng nhiễu đấy, cô dùng từ nhũng nhiễu đúng không. Vậy thì cái câu số 3 chính là cái câu mà luận chủ yếu là về cái tội của ông Trịnh Sâm này và những cái quan lại thời kỳ của ông đó đúng không. Với cái thú ăn chơi xa xỉ như thế nào, với cái thú chơi đèn đuốc ra sao, thú chơi cây cảnh như thế nào, thú rong chơi như thế nào đúng không. Đấy, thì con sẽ luận bàn cho cô cái đó nhá. Được chưa? Đấy, không chỉ có chúa Trịnh mà còn có những cái bọn quan lại hầu cận trong phủ chúa nữa, đúng không? Đấy, tiếp nữa đó là cái thói nhũng nhiễu của bọn quan lại, chính là cái mà các con đang nói, đúng không? Đấy. Thói quen thích chơi đèn đuốc thường ngự ở các ly cung vơ vét tài sản của người dân đúng không, vừa ăn cướp lại vừa la làng. Các con đọc đến cái đoạn thứ hai trong cái tác phẩm này con thấy rất là tức không, vô cùng bức xúc đúng không. Đấy, những cái nhà nào mà có những cái cây quý của quý có dám để không, con có dám để lại không, hay là phải tự mình là chặt đi đúng không, là phải làm nó biến mất nhá. Chúa Trịnh Sâm vì thói ăn chơi xa xỉ sợ vô độ đã đánh mất lương tri của mình dưới góc nhìn của bậc quân vương. Quá tuyệt vời, mới nhận xét rất hay luôn đúng không. Hãy xem cái thói nhũng nhiễu của bọn quan lại trong phủ chúa như thế nào con nhá, và con đánh giá cho cô cái thời kỳ lịch sử của chúa Trịnh Sâm trị vì nó như thế nào, con đánh giá xem cái thời kỳ đất nước của chúng ta lúc đó như thế nào đúng không. Đấy rồi, cảm ơn Hanali nhá. Và thứ sáu, cung rất là muốn mở rộng thêm cho con về hiện trạng cái xã hội Việt Nam của chúng ta, về tất cả mọi mặt trong cái tác phẩm Vũ Trung Tùy Bút nó hiện lên như thế nào trong 88 câu chuyện các con ạ. Và cô bật mí cho các con nhá, các con đọc cho cô, phần đọc thêm, không biết có ai đọc chưa, phần đọc thêm của bài này các con sẽ thấy một cái hiện thực xã hội nó kinh khủng luôn về cái tình hình xã hội, với một cái cụm từ đấy là ăn thịt người rất là man dợ trong cái thời đại bấy giờ chúng ta ăn thịt người đấy các con ạ. Các con có thấy kinh không đấy nhá, được chưa. Vậy thì trong cái tiết này đấy, con đã đọc rồi, rất là ok luôn đúng không, bạn Giang mà rất là chịu khó nhá. Đấy, cô rất là quý những các bạn mà chịu khó, được chưa. Ok đấy, thì trong tiết này cô Nhung đã, thứ nhất là cô Nhung đã, trong tối ngày hôm nay cô Nhung đã nhắc lại với các con một lần nữa cái lộ trình của chúng ta trong 3 giai đoạn đúng không. Đấy, như thế nào là cái thứ nhất. Thứ hai là cô Nhung đã ôn lại cho các con về, chữa bài tập cho các con về bài Chữ Gái Nam Xương và kết thúc cái tác phẩm đó ở đây, không quay lại nữa đúng không. Và cái thứ ba là chúng ta đã học được khái quát thôi đúng không, khái quát thôi cho cô cái tác phẩm Chữ Cũ Trong Phủ Chúa Trịnh này, với cái phần tác giả, với cái phần tác phẩm đúng không. Thứ tư là chúng ta định hướng, được cô định hướng cho về cái cách tiếp cận tác phẩm này như thế nào. Tí nữa cô sẽ chụp lại cái này lên trên nhóm và các con sẽ là người hoàn thiện cho cô tất cả các câu hỏi, từ câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 5, là với lực của các con, với cái nhận thức của các con là các con có thể trả lời được. Và buổi sau cô chỉ có tổng hợp lại kiến thức thôi, và chúng ta tranh luận với nhau về một số các cái câu hỏi có thể cảm thấy gì nhỉ, mâu thuẫn và cần cô giải đáp đúng không, cần cô là cái người phân chia gọi là chốt cái kiến thức nhá. Giống như là cái buổi hôm trước chúng ta học Vũ Nương ấy, Vũ Nương là bi kịch hay là chính kịch đúng không, đấy, bi kịch hay là có hậu hay là không có hậu đúng không. Các con không trả lời được câu hỏi đó thì cô sẽ là người phân định cho các con, cũng như là sẽ phân định cho con là Trịnh Sâm là có công hay có tội nhá. Đấy thì đấy là cái buổi sau chúng sẽ làm cái điều đó, và cái buổi sau
cái mà cô muốn dành tặng cho các con ấy, món quà cô muốn dành tặng cho các con chính là cái câu hỏi số 6 này, là cái kiến thức rất là mở rộng với tác phẩm này nhá. Đấy, bây giờ trời đang mưa rất to và cũng 5 năm rồi, hết giờ mất rồi, thì cô Nhung xin tạm dừng cái buổi học ngày hôm nay ở đây nhá. Cô Nhung cảm ơn các con đã lắng nghe theo dõi rất là nhiều. Bạn Trương Trương có vẻ là bạn đang rất là tiếc vì thời gian đã hết đúng không? Đấy, không sao nhá, các con cứ cố gắng, cô sẽ đồng hành với các con đến cái giờ phút cuối cùng cơ mà, thấy chưa? Đấy, các con thấy mưa không? Cô đang phải cố nói to đây này, đau hết cả họng luôn đây này nhá. Ok, đấy thì buổi tối ngày hôm nay là chúng ta đã làm được những cái việc như thế. Bây giờ học thêm đi, cô không nói to được nữa đây này vì đang đau họng rồi mà trời mới đang mưa rất to nhá. Ok, cô sẽ kết thúc livestream này ở đây và cô Nhung sẽ chụp ảnh phần bài tập và định hướng lên trên nhóm để các con hoàn thành, nhớ chưa? Hẹn gặp lại các con vào tối thứ bảy tuần này nhá. Rồi chào các con nhá, chúc các con ngủ ngon, mơ đẹp nhá, nhớ mơ đến cô đấy. Ok.